thực hiện công điện số 13 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 8 tháng 12, Ban chỉ đạo 197 của quận Hoàn Kiếm đã ra quân xử lý trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh một số cửa hàng cá biệt không tuân thủ quy định đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt, thì đa phần các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường Hàng Buồm và phường Đồng Xuân đều chấp hành tốt quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để người dân hiểu và nắm được chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời yêu cầu ký cam kết chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị và phòng chống dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến nay, Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều đợt ra quân để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Qua đó đã lập biên bản xử phạt 316 trường hợp với số tiền là 182.900.000 đồng vi phạm về trật tự đô thị, 446 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền là 177.430.000 đồng, xử phạt vệ sinh môi trường 8 trường hợp với số tiền là 4.500.000 đồng. Xử phạt vi phạm phòng chống dịch tính từ ngày 21 tháng 9 đến nay là 240 trường hợp với tổng số tiền là 654 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau khi Hà Nội ghi nhận một số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, thì việc chấp hành nghiêm khi đeo khẩu trang tại nơi công cộng với những người dân là rất cần thiết. Đây là hình thức để răn đe kịp thời trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.